Tình trạng kẹt xe nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vì mưa lớn gây ngập nặng vào sáng 29 tháng 7 năm 2023. Vào thời điểm lúc 5 giờ 30 phút sáng, lượng xe ùn ứ vẫn kéo dài hàng cây số trên cao tốc từ cả hai đầu Bắc Nam. Vị trí bị ngập sâu là đoạn trũng gần km 25 qua xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, cách nút giao với quốc lộ 55 khoảng 2 km. Tại vị trí bị ngập, có xe tải chạy qua bị nước nâng lên, trôi dạt vào lề bị ngập nửa thân xe và còn kẹt ở hiện trường. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, mặc dù nước rút nhẹ nhưng vẫn còn cao khoảng nửa mét. Các phương tiện bắt đầu di chuyển chậm qua vị trí nước ngập. Tuy nhiên, loại xe ô tô 4 chỗ gầm thấp thì vẫn phải xếp hàng chờ, chưa thể qua đoạn đường ngập. Để giảm tải, lực lượng cảnh sát giao thông của Bộ Công an đã phải hướng dẫn cho xe đi theo quốc lộ 1. Trả lời phóng viên báo Thanh Niên, ông Hà Lê Thanh Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân cho biết, đêm 28 tháng 7, thượng nguồn sông Phan mưa rất lớn, nước sông dâng cao khiến chợt nước rút bị chậm, gây ngập đoạn giáp ranh giữa hai huyện Hàm Tân và Hàm Thuận Nam. Tại vị trí ngập, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây có cống thoát nhưng cống nhỏ khiến cho nước rút rất chậm,